Xin chào, các bạn có biết ảo ảnh trên mặt biển hình thành như thế nào không? Hôm nay mình sẽ cùng giải đáp thắc mắc này cùng với các bạn nhé. Khi trời quang mây tạnh, đi tàu trên biển hoặc đứng trên bờ biển nhìn ra xa, ta thường thấy những cảnh tượng như là thuyền bè, đảo hoặc thành quách xuất hiện nơi chân trời xa xăm. Những người đi trên sa mạc cũng thường thấy nơi chân trời hiện lên mặt nước hồ, cây bên bờ hồ lắc lư làm cho người ta mong mỏi nhanh đến được chỗ đó. Nhưng khi có một trận gió nổi lên thì những cảnh tượng này bỗng nhiên mất hết. Nguyên do vì đó là ảo ảnh, thường gọi là ảo ảnh trên biển. Vì sao lại xuất hiện hiện tượng này? Muốn trả lời, trước hết chúng ta phải bàn về hiện tượng chiếu xạ ánh sáng. Khi chiếu ánh sáng vào môi chất có mật độ đồng đều thì tốc độ ánh sáng sẽ không thay đổi, nó sẽ chiếu thẳng về phía trước. Nhưng khi ánh sáng chiếu xuyên từ môi chất này sang môi chất khác sẽ có mật độ khác nhau, thì tốc độ ánh sáng sẽ phát sinh biến đổi, hướng chiếu sẽ phát sinh chiết xạ. Hiện tượng này gọi là chiết xạ hay còn gọi là khúc xạ. Khi bạn dùng một cây gậy thẳng chọc xuống nước, bạn có thể thấy phần gậy trong nước như bị gãy gập so với phần trên. Đó là vì hiện tượng ánh sáng chiết xạ gây nên. Có người đã dùng một trang thiết bị như là hình vẽ dưới đây, khiến cho tia nắng từ mặt nước chiếu vào mặt giới hạn. Mặt nước chia làm hai bộ phận, một phần phản xạ vào trong nước, một phần chiết xạ vào trong không khí, khiến cho ánh sáng chỗ mặt nước nghiêng đi một ít. Như vậy, làm cho hiện tượng chiết xạ ánh sáng của ánh sáng trong không khí hiện ra càng rõ hơn. Khi hướng của ánh sáng ở mặt giới hạn lệch đi như hình vẽ thứ hai, thì toàn bộ ánh sáng sẽ phản xạ vào nước, ánh sáng chiết xạ vào trong không khí không còn nữa. Hiện tượng này gọi là phản xạ toàn phần. Bản thân không khí không phải là một môi chất đồng đều. Nói chung, mật độ của nó giảm xuống khi độ cao tăng lên. Càng lên cao, mật độ không khí càng giảm. Khi ánh sáng xuyên qua các tầng không khí ở những độ khác nhau, thường xảy ra hiện tượng chiết xạ. Trong cuộc sống, vì chúng ta đã quen với hiện tượng chiết xạ này nên không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng khi nhiệt độ của không khí thay đổi theo chiều thẳng đứng sẽ dẫn đến mật độ không khí cũng thay đổi theo chiều thẳng đứng và sẽ gây ra sự chiết xạ và phản xạ toàn phần khác thường. Điều đó dẫn đến hiện tượng ảo ảnh trên mặt biển. Vì tình hình mật độ không khí cụ thể khác nhau nên hình thức xuất hiện ảo ảnh trên mặt biển cũng khác nhau. Mùa hè, vào ban ngày, nhiệt độ nước biển tương đối thấp, đặc biệt là ở những vùng có luồng hải lưu lạnh đi qua. Nhiệt độ nước càng thấp, tầng không khí dưới cùng do chịu ảnh hưởng của nước biển nên lạnh hơn tầng trên. Vì vậy, xuất hiện hiện tượng khác thường là dưới lạnh, trên ấm. Lớp khí ở tầng dưới vốn chịu áp suất khá cao, mật độ lớn, nay lại cộng thêm nhiệt độ thấp hơn tầng trên, cho nên mật độ càng cao. Do đó, mật độ không khí tầng dưới đặc, tầng trên loãng, chênh lệch nhau ngày càng rõ rệt. Giả sử ở trên trời phía đông, chúng ta có một con tàu. Trong điều kiện bình thường, ta không thể nhìn thấy nó. Nhưng vì lúc đó, mật độ không khí tầng dưới dày đặc, tầng trên loãng, chênh lệch nhau rất lớn, cho nên ánh sáng từ con tàu chiếu đến lớp không khí đặc, chiết xạ sang lớp không khí loãng và phản xạ toàn phần lên trên, rồi lại chiết xạ về lớp không khí đặc phần dưới. Kinh qua con đường gấp khúc như thế, chiếu vào mắt ta sẽ thấy được hình ảnh của nó. Vì thị giác của con người luôn cảm thấy ảnh vật theo đường thẳng, do đó chúng ta đã nhìn thấy ảnh của con tàu được nâng cao lên rất nhiều so với con tàu thực, nên gọi là ảo ảnh trên không. Trên sa mạc ban ngày, cát, đá bị mặt trời chiếu nóng nên nhiệt độ lớp không khí gần cát rất cao. Vì không khí truyền nhiệt kém nên khi không có gió, sự trao đổi nhiệt độ hai lớp không khí trên và dưới rất ít. Điều đó khiến cho sự chênh lệch nhiệt độ không khí theo chiều thẳng đứng rất rõ rệt, dẫn đến hiện tượng mật độ không khí lớp dưới thấp hơn lớp trên. Trong điều kiện đó, nếu phía trước có cây cối mọc lên một vùng ẩm ướt, ánh sáng chiếu từ các ngọn cây sẽ đi từ tầng không khí mật độ lớn vào tầng không khí mật độ nhỏ. Hiện tượng chiết xạ này sẽ phát sinh. Ánh sáng chiết xạ đi đến tầng không khí mặt đất có hai nhiệt độ cao và mật độ loãng sẽ phản xạ lại toàn phần. Ánh sáng lại từ tầng không khí mật độ nhỏ phản xạ về tầng không khí mật độ lớn trên mặt đất. Cứ như vậy qua luồng sáng gấp khúc sẽ chiếu ảnh của cây vào mắt ta, làm xuất hiện ảo ảnh cây đảo ngược. Vì ảnh đảo ngược nằm thấp hơn vật thật cho nên gọi là ảnh ảo ở phía dưới. Loại ảnh ảo đảo ngược rất dễ gây cho ta ảo giác cây mọc ở bờ nước và cho rằng ở nơi xa nhất là một hồ nước. Thực ra chẳng có hồ nước nào cả. Phàm những người đã từng đi trên sa mạc đều kinh qua cảm giác tương tự. Đó là vì cát bị mặt trời đốt nóng cuồn cuộn, khiến cho mật độ không khí dưới tầng dưới tăng lên. Vì thế mà sinh ra ảo giác phía dưới. Loại ảo ảnh nào cũng chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện không có gió hoặc gió rất yếu. Một khi gió đã nổi lên, khiến cho không khí các tầng bên dưới bị khuấy trộn
mật độ không khí chênh lệch không đáng kể, ánh sáng không bị chiết xạ hoặc phản xạ toàn phần thì ảo ảnh sẽ tiêu tan hết. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.